Bà sư đấy bọn ông nên sắp tặng bạc này đã công phụng tại sắp xa nơi nông bộ phần online này sẽ có bởi chí lấy ở dưới rộng tặng bạc này. Ngày nay dương vừa từ lập chụp này ra chỉ thăm mấy. Chỉ mùi nông video clip đã nâng thuộc bật bằng hàng để tôn chỉ mùi nông mì riêng thịt bí. Nơi khả nông mục bởi chí Cross Culture Management từ cả cục cổng và bộ thuật chủng rộng được coi dừng hệ thạc. Cả cục cổng trọng và bộ thuật được cả ai cho ra môi trường luôn tiết kỳ ai đặt hạ ca cực krong ăn dạng vào bộ thuộc. Chẳng có mọi khát biến dường năng chạp đào thuộc cả bộ slide để tôn năng mê rin tí phí tam lũng đập đòi này slide đã rùm miên đổi bỏ tới. Nếu cứ chia mê rin tí phí rồi bỏ dưỡng đại dương năng sạc xa ông phí học state cultural dimension khi nhận sạc xa ông phí tật hiếp này vào bộ thuộc bỏ lục học state. Nơi khả năng mê riêng này cứ dừng miền cô bùm nò môi chùm nốn đà nhạc sập xá, xoay dùl, ông bì khám xa nè mê riêng này. Chùm này chỉ mua dừng sập xá ông bì individualism, chỉ mua năng collectivism. Cứ dừng lực chốc lẹ khả nạ một cú nì dùm năng krom nì dùm, rồi cứ dừng hào thà xa mô và phép nì dùm dùm mà sập xá. Thì bì cứ bắt đầu xong khám từ lưu power distance, cứ cùng liệt này ông nái. Chúng ta chỉ bấy dân sắc xa ông bì uncertainty and widen từ cả bánh chia nơi phiếp mân và cọt bánh chia. Chúng ta chỉ buồn từ masculinity and femininity từ phiếp chia bùa ra nâng phiếp chia giật trầy. Chúng ta chẳng ở đây cứ chia tất tập hiếp này và bật thoát bà lục học sĩ đã gọi bàn từ cả sắc xa xa chữ nâng từ cả sông một tế. Đọc bây bàn lạc tập hòa mùi chùm nguồn dù mọc bóng hai nhưng không xa mê riêng đi. Ok, lâu dương mơ tờ lơ sức đầy đàm introduction. Thật ta sức đầy đàm khi năng nịt dưới ông biểu mạch là. Dương mơ tờ lơ chùm nói chi mùi khi bàn bằng chìa. The Great Hofstede is a Dutch engineer and social scientist who has conducted many important surveys in the field of cross-cultural management. Mà chẳng lúc Grit Hofstede cứ chìa Viswako, lúc chìa Viswako chân chít hồ lõng nâng chìa nhạc vụ chìa xa sông cúm, là dân hào thà social scientist, mà cứ chìa nhạc vụ chìa xa sông cúm. Đã chìa nhạc này nuông ông bì ca stung mà tích đồng minh sạc sông khăn chìa chìa ra nơi khăn ông ca cục cồn ổn trạng và bật thỏa. Hofstede's most important study involves a survey with over 116,000 respondents from over 64 different countries around the world. IBM employee. Mà chương chùm này tìm bì này cứ kì chào mình chạy thang cả sạc xa đồng miên sạc xung khăn rồi bỏ lộ Hofstede từ bàn sắc xa bẻ phoàn chi mùi nâng cả stung mặt tệ chi mùi nhạc xoay tóp chiêng mà rồi đọc vào mùi phoàn nhé đại một vì bà tê khóc khóc nìa chi tráo chiêng học sập buôn bà tê mà chiêng học sập buôn bà tê nơi chung bình bị phục lộ hư cư phía chân bắt đầu tờ lư bục lực chiêng nì dô trước của đọc bọc cùng hồn dạy ai bị ấm mà chúng nói bằng tối dương mơ nơi khăn sức đầy của đám đọc đá. Khi bạn tình chia thà Hofstede used the result of the survey to emphasize difference in national culture in relation to four important cultural dimensions. Nhưng xong rạp, lúc Hofstede bạn bảo bảo là tập hợp này cả stung mật tệ đọc bày sống cắt con từ lực hiệp khóc lại thân nơi khăn vạp vật thoa chít nì mùi nì mùi lưu tùm nhẹ thâm nông chì mùi nâng tật tập hiếp ông bì vạp vật thoa sống khăn chùm nôn buồn đại rùm miên tì mùi cứ individualism and collectivism cứ vô cù nì dông nâng sạp mô vạp hiếp nì dông tì bì cứ power distance cùng liệt này ông nát tì bấy cứ uncertainty and avoidance cả bằng chi hợp hiếp bằng chú bà lúa nâng tì buôn cứ masculinity and femininity phép chi bỏ ra nâng phép chi sạch đầy. Nhưng chẳng, tất tập hiếp tèm buồn này
và bật thua và lục học tiếp cứ rùm miên buôn chùm đoạch năng đối với vậy đại trong bàn hình trẻ hàng đám và nên cứ chỉ tập tập hiệp tèm buôn này và bật thua và lục học tiếp đại chỉ lặt hoa này cả sạc xa xa hữu chữ yếu từ lưu nhạc xoay tọp chùm luôn chiêng mở rồi đọc vào mấy quán nhé đại mộc vì học sức buôn và tên dành phía đại bắt đầu xong khăn từ lưu bục lớp và bọc rộng hơn ai bị ấm cho mình sẽ làm vấn thả từ lực dọc một dây ông phi bục cù lì dung chỉ mùi năng sống mô ập hiệp lì dung rồi dân hai thạc krom lì dung thì phí dân sắc xa phí power distance cứ cùng liên này ông nát thì bấy cứ dân sắc xa phí dân hai thạc uncertainty widen cứ cao bằng chiếc hiệp mạnh sắc bà lốt thì bốn cứ masculinity and femininity hiệp chi bổ đoàn hiệp chi stray được không và bật thua rồi bỏ bật tình mùi mùi thả tá vì miên tiếp khóc phải thì dạng mạch lạc. OK, lời dừng cho từ tập hiệp tim mùi này và một thỏa bằng lục học tiếp do mà thừa cả sắc giá từ bẹp quan chỉ mùi năng individualism and collectivism. À vậy tới chia bục cô lì dùng, à vậy tới chia sắc mô hiệp lì dùng. Mà dương mơ từ lưu làm sao này sẽ lái khi bạn bằng chạy thả individualism the tendency of people to look after themselves and their immediate family only. Bộ cô đi dùng nó cứ xâm đạo từ lưu nâng nị cả đại là một nút phụ cả dục chất tục đại lưu khuôn ánh và lưu khuôn ánh nâng cua xa rồi bỏ cụ kê thái phần nọ và chẳng bỏ cả nào bộ cô mà nè bắt đầu dục chất tục đại lưu khuôn ánh bắt đầu dục chất tục đại lưu pha bỏ giói khuôn ánh chia chung bóng nâng pha bỏ giói ngay xâm hạ chất cụm cua xa khuôn ánh rồi bàn kì chất tục thà chia bộ cô đi dùng. Tí bí cứ collectivism dừng hào thà sở mô ập hiếp lì dùng. The tendency of people to belong to group or collective and to look after to each other in a change for loyalty. Mà ứng chân xâm rạp sở mô ập hiếp lì dùng cứ xâm tạo từ lưu nâng nghiệp cá đại một nụ chia cam mật sức rồi bỏ cớm rứ có sở mô ập hiếp hay nâng phụ cả đào dục chất tục đạc trong cuộc nia tờ huynh tờ máu xâm rạp cả phạc đô nâng phiếp xâm rạng. Bà. OK, lời dân mơ từ lưu individualism ta vì miền đẹp nạc sống quạt ở khá. Nơi khả năng ní dân mơ từ lưu biệt thai individualism thì mới cứ bắt đầu sẵn khăn từ lưu personal opinion is important. Cứ cùng nất toa luôn cứ miền xả rạc sẵn khăn mình tên. Bà. Cùng nất toa luôn ở bao bộ quân mình nè cứ quạt cơ thai cùng nất quạt tâm trấn, cùng nất quạt ọc trá, cùng nất quạt cứ miền xả rạc sẵn khăn khiếp tên năng cùng nất nhạc đột tế. TP cứ individualized decision making cứ cả thứ gì đây xâm lạc chất cứ chia cả xâm lạc chất được bảo bộ cuộc quạt luôn. Mình nuôi mình cứ xâm lạc chất từ lời cái càng như được luôn ai mà còn chưa chia lời cả xâm lạc chất luôn ai. Chắc nhà cục trông đại quạt và cán nơi hoa bật thua bộ cuộc thì giống cứ quạt chỉ nhạc thua cả xâm lạc chất rồi cái càng như xâm khăn đèn lái rồi bỏ ăn cả chất tăng. TP cứ sell interest is promoted mà xong rạp chúng ta thì bấy cứ phao phải giọt qua luôn nó cứ trở bàn lưu cùng cuộc mà kết phải giọt qua luôn chia chùm bò chia chiêng phải giọt buộc lực chia chiêng phải giọt nhạc đầu tây chung bên luôn chia chiêng phải giọt đọc bó ơn cài chặt tăng tầm mù thì bốn cứ individual are responsible for themselves and their close family member buộc lực này mùi được không buộc cuộc này mùi nó cứ tự tu khó trời chùm cuộc luôn ai mà miên tùm luôn khó trời chùm cuộc luôn ai nâng sở mà chất cua xa đó bác phụ kê tài phần đó mà sở mà chất cua xa đại chất sân đó bác phụ kê tài phần đó thì pram cứ manager are more likely to change company loyalty is not expected xâm rạp nhẹ thuộc rộng vẫn cứ dương ai để như thác cùng nông chìa phạc đô cổng hồn mà phạc đô cổng hồn nhật nhuạp xâm rạp hiệu xâm rạp cứ dương mình ai cho rung phân tục bán này xâm rạp nhẹ thuộc rộng em miên trở lại hẳn ạ và căn nơi vào bậc thang bậc bậc cuối để dùng cái này là để bắt đầu nơi phao và giao chuyển sản phẩm quát chỉ phải hai chỉ nhận thạo và giao chuyển sản phẩm quát cứ quan đang ai cứ cao phạt đồ cầm vốn nghĩa từ cứ cao bổng ra càng như ở cầm vốn gì ai trong nơi trong cầu nơi đẹp nào đó bậc bậc cuối để dùng cứ employer or employee relationship is based on mutual advantage xong rap nhiều chuộng năng nhiều chất
và tụm nẹt tụm đồ viên thì vô chuột nâng vô chất cứ asrai từ đói phò bởi dọc càng xong khá chân thèng nẹ khúc cơ thèng nẹ phò đặc bạc miên tụm nẹ tụm đồ ca nghe kia xâm qua là phép nâng kia cứ áo vi asrai từ đói phò bởi dọc để phụ kê từ tụ bàn viên luôn và chân dân nghĩ tâm mơ mùi trông tiếp đẹp quan trị mùi nâng collectivism đã khóc lại đi individualism thoáng xâm lạch đạc lạc nâng khăn ông chúm nói collectivism yên bắt đầu xâm khám tư lưu chúm nói mùi cư group opinion is important cùm nét ở bó krom cư miên xả lạ xâm khám mân men cùm nét ở bó bộ cuốn nam mà nét chứa xâm chức này krom rứt có cùm nét ở bó nét cục trông cư viên miên tiếp xâm khám miên tiếp phát trả cứ cùng nứt rồi bóc crom, đại minh ca ai cập phía phía cứ chia cùng nứt mũi đồng miền sạc sông than cùng phật. Tiếp theo cứ group decision making ca sầm rác chất cứ thử thua lang chi crom, mình men ca sầm rác chất ở bao bục cua nam ở nia, rứa co mình men chi ca sầm rác chất ở bao nẹt crom thì. Chấm nói tiếp bấy cứ social harmony is promoted. Tiếp bấy cứ sự đầy sốc nơi không sủng công cứ tập ban lược cùng cua mà tập ban lược cùng cua. Chẳng kia mình bắt đầu sống khăn từ lưu phá và giọt tỏa luôn được qua một cuộc mình nhạc nhé. Sống rạp collectivism chỉ hoạt được qua mỗi đá dốt cho tục đạn nâng ao đồng lấy cuộc bóng phát từ lưu kê hai tháng sẽ kết đây sốc rộp bó sống cung đại kia của phương tử rụng này sẽ kết đây sốc ẩn lãnh ca nghe sẽ kết đây sốc được không ông ta chắc tăng đại dương cổng phương ta còn bạc ca nghe. Trong nói tí buồn society is divided into in group or out group. Example extended family organization is a trap taking care individual ba chân chúng nó chỉ muốn cái trong mình chạy hà sống cũng thật bàn chạy trên chỉ phí này cứ cầm kháng nóng nâng cầm kháng cầu in group and out group ưu tí hoa đôi chìa thua xa để miền sử mạng chất tráo rư có ông cả chặt tăng mà rư có ông cả chặt tăng nâng ca như hai thà ca thay lại xa buộc vừa mà nè mà chẳng xâm ra cầm hàng khăn đó cứ xâm ra từ lưu khăn cầm cụ xa bỏ dưỡng mà không cầm cụ xa bỏ dưỡng ai xâm cung hàng khăn đó cứ xâm ra từ lưu ông ca chặt tăng sạp ban đại dương bầm ra ca nghĩa đại dương thử mưu ca thay tuôn dục cho tục ra một vui mà nè chúng nói chi bua thi pram mà chúng nói chi pram xâm ra từ lưu manager loyal to their company and employee chân sầm rạp nhạc cục trường đại miên qua bật thuộc bài xã mô hợp hiệp để dùng cư miên phiếp xóa trọng trong cuộc trọng hôn rồi bà phục kế nâng bốc lực rồi bà phục kế và kia miên lạc nạp tui bì individualism chân khăn ông qua bật thuộc bài xã mô hợp hiệp để dùng cư nhạc cục trường miên phiếp xóa trọng tên lời ca nghi xóa trọng chung mùi trọng hôn xóa trọng chung mùi bốc lực chỉ đạo ai trong cái đó cứ employer and employee relationship is based on the moral commitment và commitment. Nhưng chẳng xong rạp chúng nói trong cái đó kia thì dây khác tùm nẹ tùm nông rồi viên thì vô chức nâng người vô chúa cứ ác-sai lưu mà nè xin cao đọc bác quạt. Mình mến ác-sai tự lưu phá và giói tù vinh tùm mau riêng luôn ấy. Cả tùm nẹ tùm nông cứ phương láng đòi mà nhạc sĩ ca đòi tranh vị chất được bác phục quạt đòi miên thiếp xe mát răng để không cao tùm nhạc tùm nông. Ok, chúng nói bằng tỏ tiếp như ngang sắc xa ông phi power distance à, cùng liên nây ổng nạc ta ở ngoài đó chia cùng liên nây ổng nạc. Measure the degree to which individual in a society accept an inequal distribution of power within institute and organization such as government, corporation and family. Và trên cùng liệt này ông này cứ sống đại lưu ca hoa về này cầm rất và chỉ ca hoa về này cầm rất đại bộ phương mà nè nè khăn ông sống cùng thì mùi nâng tụt tua vô ca bánh chạy ông này mình smart nế khăn ông sạp bán rứ có nơi khăn ông ca chặt tăng đại hương miên đồ chìa ra thà bị báo rứ có trong hân xa chiều cam rứ có trong tua xa chỉ đàn chúng chỉ tu tới nơi không rèn luyện thao việc ba nơi không trồng hôn xa chịu cam rồi còn nơi không trồng phù sát tay từ miền cao phanh chay nơi cầm rất cầm nai bằng smart kia mà đôi chia ở vùng đáy gọi chỉ miền phù sát gọi miền cầm nai chào anh chuyên kế gọi máu dưỡng ai cả cồn bong chẳng tới gọi chỉ nhạc miền cầm nai
và tua pi ở cùng mặt đài mà ai con từ nó cứ chỉ tu tới ông nai chỉ miền tại chuyện gì và chẳng cao qua bên từ lưu cầm rất nơi ông nai tại một khu mà đẹp nè luôn nơi không sừng cốm quan và tua trước nơi ập hiệp ban trai mình smile nia mà nơi dương hàng hà chưa cùng liệt nơi ông nai cùng liệt nơi ông nai nơi dương trai việt chỉ phí thì mỗi dương hàng hà low power distance cứ cùng liệt nơi ông nai cầm rất tiệp mà chẳng low power distance miền ấy là emphasis on participation in the decision making process cứ sáng cắt hơn từ lời cả cho ruộng để khăn ông đồng nạ cá để cả phương sức đầy xong rạch chật và sân chia cùng liệt nơi ông nạ miền cầm rạch tiếp bục lực đàn lai được có sáng chất đàn lai được khăn ông sử dụng mùi nâng cứ a cho ruộng để khăn ông đồng nạ cá để cả phương sức đầy xong rạch chật bà nẹ cục cơ và đó sân ở bục lực cho ruộng chùm nai của phía xa và chung nó bây vì cô hiệu ba lần đại tranh đơn sự đây xong rồi chặt mũi từ lưu cái ca như tương lai đọc vào ông phía và bắt tạp án chắc dân chặt đồng thao viên chỉ vào bật hoạt là miên cùng liên nơi ông nạc tiệp và mùi tiết cư dân thở biệt thả decentralized power cư ông nạc vị mạch chỉ cả và đôi trong ban dây mình chứ ông nạc vị mạch chỉ cả ông nạc vì mình men thật là lưu đại nhạc cục rộng khác ông phú đi ông nạc những tựa ban tì từ nhạc cục rộng tam lũng tập nạc và hạ phần ta hạ tiêm nó bục lực sầm can sầm can nên phê đại dương sầm ra chất lượng cái ca na muối bục lực thằng ó được không xạ kia nữa được không ăn kịp nữa được không xạ bằng mình nó cứ qua miền sơn trong cả chùa luôn chủng này thì cứ hiệu ba ta chia cùng nết được không cả thua sự đây sầm ra chất muối đó luôn kia này cứ chia tất tập hiệp này cùng liệt này ông nát đại miền cầm đặt tiền và hai mối tiết cứ chủng này thì bấy manager a democratic nè cục trống cứ phải chia tháp bát tài và nè cục trống cứ dùng bục lực chỉ thống kết và giáo bục lực mà cứ snap nơi mà tay dùng bao bục lực năng to ở cả bục lực cho luôn chuẩn này ở loại cách ca nghiệp tương lai sống khan sống khan được bao học được tiếp tại mình kết hạ luôn ai chỉ nè cục trống miễn sức group ba trang sầm rạch chặt ấy bàn tạm chặt luôn ai gì ai trong nói chỉ buồn subordinate and not afraid to disagree with authority mà xong rạp nè đây nơi khao bông qua cứ mình miên thiếp khay khai là bày phạm để sai chỉ mùi năng sất ẩm nà đi mà chứ bức lực đây nơi khao bông qua nó qua mình miên cao phải khai chỉ mùi ca phạm để sai nó rồi cao xong rạch chất cứ có ca phạm ẩm nà xinh xinh rồi bỏ nhẹ tục kêu thì đòi xa tại những bạn đang hết hàn ít chi bậc thiết khi hai thà chia tất cả phim này vào thoáng mỗi đàn miền cùng liên nơi ông nai cầm đặt tiền tiền tệ trong bục lớp quan ấp tây lai chúng tôi cao phạt đầy sai nơi loa cao phạt phạt ông nai xem xe nó bao nhẹ cục trường lại và ai chúng nói ti phám cứ delegation for of authority is emphasized mà trong sầm ram chúng nói nhí cứ vẹo quan chỉ mùi năng cạp ti ông nai cứ tờ bàn tao dục chặt tục tạc mà được trong bài mà trẻ thức hạ ổng nát nâng mềm của một đông tài nâng lượt tài nhạc cục trô thạ phẩm phú lê từ thờ bàn tì, thờ bàn bàn chai đó nhạc cục trô tạo phẩm tập nát đôi chìa thạ phẩm đa rứa con nhạc cục trô thạ kịp để chỉ đàm ai trong cái cứ people should be managed according to matrix of task and activity chứ bục lớp rứa con một nụ tiền hòa nâng cứ thờ bàn cục trô cả sài đào kì phần si ca nghĩa chìm mùi năng sạc cao một phim rồi bỏ phục quả chắc môn phê đại dương của cô ca nghĩa đã ở phục lực nào muối một cô nào muối cứ dương thử sạc xa phi sạc mặt tiếp quạt sạc xa phi sạc cam phim ca nghĩa bỏ qua đã có ai miên sạc mặt tập hiệp phương ca nghĩa năng bàn hỏi được như này hỏi chẳng ở nít cứu chia kỳ hai tháng tôi tập hiệp này vào một khoa là miên cùng liếp nơi ổng lại năng tiệp chẳng dừng nghĩa mơ tờ mùi trông tiết vẹo quan chỉ mùi năng high power distance cứ cùng liệt lây ổng mái tại miên cầm đặt của dường mơ tờ lời chùm nói chỉ mùi cứ emphasis is placed on obedience in equality is accepted with regard to the government workplace to the government and family nè chẳng chùm nói chỉ mùi nếch kia chọn là dây thà vì sống tật ngôn tờ lời ca cổ rút protipat mà bị thảo obedience cứ ca của rút protipat đại ban tổ tu dốc đòi ca của rút chúng tôi cứ bị sao một tiếp in equality cứ sống đòi từ lưu bị sao một tiếp cứ cơ ban tổ tu dốc
ដោយការគោរពចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ការគោរពចំពោះកន្លែងធ្វើការងាររបស់យើងឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់វប្បធម៌គម្លាតនៃអំណាចដែលមានកម្រិតខ្ពស់នេះគឺបុគ្គលិកត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិតាមការបញ្ជារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយមានសិទ្ធិតវ៉ាបាទហើយវាសាមភាពភាពមិនស្មើគ្នានឹងគឺត្រូវតែទទួលយកណាត្រូវតែទទួលយកដោយការគោរពសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុង អង្គភាពឬក៏គោរពតាមរដ្ឋាភិបាលដែលមានការចាត់តាំងឬក៏គោរពទៅតាមមេគ្រួសារឯកច្បាប់ទី2គឺ centralized power អំណាចបែបមជ្ឈការបាទអញ្ចឹងអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅក្នុងដៃអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តរាល់កិច្ចការងារទាំងឡាយដោយធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទៅលើការងារសំខាន់របស់អង្គភាពហើយទី3គឺ manager is authoritarian បាទអ្នកគ្រប់គ្រងគឺ ជាអ្នកផ្ដាច់ការអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាមនុស្សដែលផ្ដាច់ការមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅរបបអាជីវកម្មតែទេគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅអំណាចប្រើប្រាស់ការជឿសង្កត់ប្រើប្រាស់ការគម្រាមកំហែងឬក៏ការប្រើប្រាស់វិន័យចំពោះបុគ្គលិកដែលនៅខាងក្រោមព្រោះម៉េចឲ្យគេទទួលយកនៅគេហៅថាការដាក់បញ្ជាឬក៏ទទួលយកនៅវិសាមភាពនៃការងារដែលយើងផ្ដល់ទៅឲ្យបុគ្គលិកជាដើម ទី4គឺ subordinate avoid disagreement and fear authority អ្នកនៅក្រៅបង្គាប់នោះគឺបញ្ជានៅរាល់ការបដិសេធនិងមានការភ័យខ្លាចបាទ fear authority គឺភ័យខ្លាចចំពោះសិទ្ធិអំណាចអញ្ចឹងអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់អត់ហ៊ានក្នុងការប្រឆាំងតបតជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងបាទមិនហ៊ានបដិសេធ នៅរកការបញ្ជាផ្សេងៗរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចចំពោះសិទ្ធិអំណាចរបស់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ហើយចំណុចទី 5 គឺ delegation of authority is limited to the inner cycle បាទ inner cycle អញ្ចឹងការផ្ទេរអំណាចគឺមានដែនកំណត់សម្រាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គភាពឬក៏របស់អង្គការចាត់តាំងយើងមិនផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផ្ទេរអំណាចទេគឺការផ្ទេរអំណាចមានដែរក៏ប៉ុន្តែគឺវាមានដែនកំណត់ បាទមានដែនកំណត់សម្រាប់បុគ្គលិកផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងជួរអ្នកគ្រប់គ្រងចំណុចចុងក្រោយគឺ people should be managed according to direct line of authority សម្រាប់មនុស្សគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងអាស្រ័យដោយខ្សែរយៈផ្ទាល់នៃអំណាចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងខិតក្រោមការបញ្ជារបស់អ្នកណាអ្នកនោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យជាអ្នកវាយតម្លៃការងាររបស់យើងយើងត្រូវស្ដាប់តាមការបញ្ជារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខ្សែបណ្ដាញការងាររបស់យើង បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូឃ្លីបមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វាត្រឹមហ្នឹងហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បញ្ចប់មេរៀនទី2ហើយលោកគ្រូក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការត្រងត្រាប់ស្ដាប់នៅរាល់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកគ្រូនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបទាំងអស់នេះបាទសូមអរគុណ